Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 50 top cần có ký hiệu là TTI. Đây là một cái trend của NFT các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà start chatbot. Rồi mình get 50 top cần TTI của khoảng 50 đô các bạn. Các bấm join này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Hiện tại tôi cần này đang trong chương trình bán hàng video các bạn. Không có đáp nữa nè. Chuyên tiếp kênh seller nè. Ai đáp này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Và phong phối trong vòng 2 tuần. Rồi tiếp tục bạn create account. Các bạn đăng ký website nữa ta. Thì các bạn đăng ký thì dòng đầu tiên username, password, email của mình rồi chọn quốc gia Việt Nam và bấm sign up nha các bạn. Ok. Dùng khẩu login nè. Ok, vậy là mình nó đang chương trình bán hàng video nè, còn 3 ngày nữa nè. Ok, vậy mình bỏ cái này đi bạn, qua bot chatbot đi kìa nữa, tìm hiểu sao nha các bạn. Tiếp tục bạn follow tàu xin tiếp kênh seller nữa nè. Rồi, tiếp tục follow tàu Twitter và retweet tăng 3 người bạn nhé, tag nè. Copy vào bạn trên tàu Twitter đó, bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, bạn dẫn về tàu tweet nè. Các bạn dán hashtag đó, tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Phan các bạn đều dán hashtag các bạn. Rồi nha các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt với hashtag này các bạn. Tôi quýt lại nè. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh Twitter partner của nó và tôi quýt lên nè. Rồi ta, đây là các bạn bài thứ hai nè các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt lại thôi cũng được các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Bấm submit đi tên nè. Bấm đòn nè. Tiếp tục gửi là đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Rồi ta nhấp ba gạch cùng nhấp vào hồ sơ nè. Ba gạch cùng nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Cái chatbot nè. Rồi tiếp tục bạn gửi lên đường gì quý chat tát đó các bạn. Là cái bài thứ hai nè các bạn. Thấy trên NFT không bạn? Hình đồ đẹp mắt lắm. Rồi các bạn dán vào. Rồi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại địa chỉ email của bạn đã khai báo trên website các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ bên bi sở mát trên bet 20 trên YouTube Wallet nè các bạn. Sao chép nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Cứ làm bao đó đi các bạn ơi, mai chiều nó về kiếm tiền. Rồi bạn xin tiếp hai kênh seller nữa các bạn. Kiếm giúp kênh seller các bạn. Rồi xin rồi thì các bạn bấm đón các bạn. Join vào nè. Rồi bấm đắp lên nè. Bấm đón. Submit the within. Rồi tiếp tục bạn follow the Twitter và submit làm link retweet nữa nè. Rồi thì các bạn vào mở tờ Twitter mình ra lại nha các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ tweet cái bài này nè các bạn. Bài đầu tiên nha các bạn. Bài nguồn ngay gấp bô. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm set tiếp cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok mình đã nha. Như vậy thì tôi cần nó sẽ phân phối sau các bạn. Bạn gì lên ghép mà chia sẻ trong bè cái thằng cái cần nha. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.